Xin kính chào quý vị và các bạn. Hôm nay tôi tiếp tục ngồi đây để gửi tới các bạn với những thông tin an ninh trong nước vừa cập nhật được. Liên quan tới vụ khóa cửa kiosk tạt xăng đốt hai mẹ con người tình, người mẹ đã tử vong. Và vụ thứ hai là xe khách đi lễ chùa tông với xe tải cùng văng xuống ruộng, một người chết. Và vụ thứ ba, một thiếu tá quân đội đã chết tại nhà riêng. Thưa các bạn, liên quan vụ chồng hờ khóa cửa kiosk tạt xăng đốt hai mẹ con người tình, sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện, người mẹ đã tử vong. Ngày 1 tháng 3, Tuổi Trẻ Online dẫn nguồn tin xác nhận chị A, 36 tuổi, quê ở Bình Định, đã tử vong sau nhiều ngày điều trị tại bệnh viện Chợ Rẫy, thành phố Hồ Chí Minh. Thi thể chị A đã được người thân đưa về quê an táng. Riêng bé gái 7 tuổi, con của chị A, vẫn đang được điều trị tại Bệnh viện Nhi Đồng 1. Liên quan vụ việc, Công an huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh đã bàn giao Nguyễn Duy Thảo, 37 tuổi, ngụ quận 12, cho cơ quan cảnh sát điều tra Công an thành phố Hồ Chí Minh điều tra làm rõ về hành vi giết người. Như tin đã đưa, Nguyễn Duy Thảo thuê kiosk trên tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, sống như vợ chồng với chị A. Gần đây giữa Thảo và chị A xảy ra mâu thuẫn tình cảm, ghen tuông. Sáng ngày 15 tháng 2, người chồng hờ đổ xăng rồi châm lửa đốt kiosk. Khi hai mẹ con chị A còn ở bên trong, người dân phát hiện vụ việc đã phá cửa kiosk, giải cứu hai mẹ con chị A đưa đi cấp cứu. Con gái 7 tuổi của chị A được chuyển đến Bệnh viện Nhi Đồng 1. Riêng chị A do bị bỏng nặng nên sau nhiều ngày điều trị tại Bệnh viện Chợ Rẫy, nạn nhân đã không qua khỏi. Trước đó, rạng sáng ngày 15 tháng 2, người dân phát hiện kiosk trên tỉnh lộ 15, xã Tân Thạnh Đông, huyện Củ Chi, thành phố Hồ Chí Minh cháy dữ dội nên hô hoán nhau dập lửa cứu sống người phụ nữ tên A cùng một bé gái 7 tuổi. Cảnh sát vào cuộc điều tra xác định kiosk bị phong tỏa, sau đó đến công an đầu thú. Và Thảo là đến công an đầu thú á, thì khai nhận hành vi phạm tội của mình. Đây là một vụ việc xảy ra mà được dư luận rất là quan tâm. Và đứa bé thì không có làm nguy kịch đến tính mạng, nhưng người mẹ của bé thì đã ra đi mãi mãi. Thưa các bạn, vụ thứ hai đó là xe khách đi lễ chùa tông với chiếc xe tải là cùng văng là xuống ruộng, một người tử vong. Xe tải và xe khách va chạm trên quốc lộ là Quảng lộ Phụng Hiệp đoạn qua tỉnh Bạc Liêu, làm một người chết và nhiều người bị thương. Đến cuối giờ là sáng ngày 27 tháng 2, hiện trường vụ tai nạn nghiêm trọng giữa xe khách và xe tải trên quốc lộ là Quảng lộ Phụng Hiệp, huyện Phước Long, là tỉnh Bạc Liêu đã được lực lượng chức năng là giải tỏa. Khoảng 5 giờ sáng cùng ngày đã xảy ra vụ tai nạn giữa xe tải và xe khách 16 chỗ tại là tuyến quốc lộ trên, đoạn cách cầu Địa Muồng, xã Vĩnh Phú Đông, huyện Phước Long khoảng 200m. Tại hiện trường, cả hai xe nằm cách nhau khoảng 30m dưới mương nước cạnh ruộng lúa và đều hư hỏng rất là nặng. Hàng hóa của xe tải và đồ đạc của người đi trên xe 16 chỗ văng tung tóe trên là ruộng lúa. Vụ tai nạn là một phụ nữ khoảng 58 tuổi ngồi trên xe 16 chỗ chết tại chỗ, nhiều người khác bị thương rất là nặng. Lực lượng chức năng có mặt đưa người bị thương về trung tâm y tế huyện Phước Long để cấp cứu. Những trường hợp nặng đã được sơ cứu và chuyển đến Bệnh viện Bạc Liêu và Cần Thơ. Theo thông tin ban đầu, xe khách 16 chỗ được người dân thuê để đi chùa Bạc ở Bạc Liêu và Sóc Trăng. Xe đang đậu ở lề đường để chờ rước khoảng 13 người thì xe tải chạy hướng Cà Mau, Hậu Giang đi cùng chiều va chạm. Thời điểm xảy ra tai nạn, trên xe khách có khoảng 7-8 người. Rất là xui xẻo phải không các bạn? Đi lễ chùa rồi mướn xe đi, rồi không may để gặp tai nạn và một người tử vong tại chỗ và rất nhiều người bị thương rất là nặng. Rồi mong sao cũng đừng có người nào mà tử vong nữa. Và vụ thứ ba đó là một thượng tá công an tử vong tại nhà riêng, hé lộ nguyên nhân. Thì liên quan đến vụ thượng tá công an tử vong tại nhà riêng ở Tiền Giang,
đại diện khu phố nơi nạn nhân sinh sống cho biết, ông Chiến là một người đàn ông mẫu mực. Ngày 27 tháng 2, đại diện công an tỉnh Tiền Giang cho biết, một thượng tá nguyên trưởng phòng cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã hội công an Tiền Giang đã tử vong tại nhà riêng. Danh tính nạn nhân được xác định là thượng tá Nguyễn Tùng Chiến, sinh năm 1960, trú tại phường 5 thành phố Mỹ Tho, tỉnh Tiền Giang. Và trao đổi với phóng viên Báo Đất Việt, đại diện khu phố Hoàng Việt, phường 5, thành phố Mỹ Tho xác nhận thượng tá Nguyễn Tùng Chiến tử vong vào chiều ngày 25 tháng 2 tại nhà riêng ở đường Hoàng Việt. Thời điểm sự việc xảy ra, anh Chiến là bắc ghế trèo lên để cho chim ăn, nên không may ghế bị đổ làm anh Chiến rơi từ trên cao xuống là đất dẫn đến tử vong. Nhà anh Chiến nuôi chim hót và báo có khách mỗi khi có khách đến nhà chơi ở nhà. Việc lớn nhỏ gì cũng đến tay anh Chiến do chị vợ bị bệnh. Vị đại diện trên là cho biết như vậy. Và cũng theo đại diện khu phố Hoàng Việt, vợ ông Chiến bị bệnh tim đã lâu, nên từ lúc ông Chiến còn chưa về hưu, mỗi ngày hết giờ làm, ông ấy lại về nhà lo là đi chợ, nấu cơm, dọn dẹp nhà cửa. Vợ chồng ông Chiến được hai người con. Anh Chiến là một người đàn ông mẫu mực cả ở nhà và bên ngoài xã hội. Mỗi lần địa phương có công việc gì, anh Chiến đều sắp xếp thời gian để đến tham gia và ủng hộ rất nhiệt tình về công sức cũng như là tiền bạc. Kinh tế gia đình nhà anh Chiến không phải là giàu mà cũng không phải là khó khăn, bởi cả hai vợ chồng đều là công chức đã về hưu. Vợ anh Chiến cũng là đảng viên tham gia sinh hoạt đảng, nhưng từ ngày bị bệnh là được miễn. Vị đại diện trên là chia sẻ như vậy. Và theo là các là báo chí đã đưa tin thì sau khi xảy ra vụ việc, công an tỉnh Tiền Giang và gia đình đã tổ chức tang lễ cho ông Chiến theo quy định. Vâng, đây là một vụ của một thiếu tướng tử vong, thì ông cũng là một vụ tai nạn. Không biết thế nào mà trèo lên trên nhà để cho là chim ăn, té xuống đất và đã tử vong. Nên là cũng rất là đáng buồn cho sự việc của một người đàn ông vừa vợ thì bị bệnh tim. Đó, hai vợ chồng già thì đã về hưu. Và trong thời gian gần đây thì tôi luôn cập nhật những cái thông tin nóng nhanh, tình hình an ninh trật tự cũng như là xăng xen kẻ. Đó, những câu chuyện ngắn để kịp thời gửi tới phục vụ các bạn nắm bắt được tình hình an ninh trật tự trong nước. Hiện giờ đầu vào cái năm 2021 này rất là phức tạp, rất nhiều vụ là sát hại lẫn nhau, nhưng đặc biệt đó là vụ sát hại trong gia đình. Thứ hai nữa là ghen tuông, mù quáng, nên là rất là nguy hiểm, không các bạn. Và tôi cũng rất chân thành cảm ơn quý vị và các bạn trong thời gian vừa rồi luôn luôn đồng hành, đóng góp ý kiến và ủng hộ kênh cho tôi. Tôi cố gắng cập nhật những thông tin nhanh nhất để gửi tới phục vụ của chú anh chị và các bạn gần xa. Đến đây tôi xin tạm dừng video lại. Hẹn gặp lại các bạn những video tiếp theo. Xin chào và tạm biệt.